Kinh số 25 Khởi Thế Nhân Bổn Kinh Quyển 3 Phẩm 4 Địa Ngục 2 Lại nữa, các tỳ kheo, các loài chúng sanh ở địa ngục ấy trong thời gian lâu xa, vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục tiêu khát, rộng 500 do tuần ấy được ra, rồi chạy đi, vân vân, cho đến cầu nơi cứu hộ, liền đi thẳng vào địa ngục nùng huyết, rộng 500 do tuần. Vào địa ngục ấy rồi, tại nơi ấy, tức khắc máu từ yết hầu trở xuống, bị nấu sôi. Các loài chúng sanh địa ngục kia vào rồi, chạy đi chạy lại khắp nơi. Khi bọn họ chạy đi như vậy thì bị đốt tay, đốt chân hoặc đốt tai, mũi. Thiêu tai, mũi rồi đến các bộ phận trong thân đều bị đốt cháy. Các bộ phận khác bị đốt rồi, các tội nhân ấy chịu khổ vô cùng khốc liệt, không thể nghĩ bàn. Nhưng mạng chưa dứt được, cho đến khi nào mà nghiệp ác bất thiện đã tạo tác khi còn làm thân người chưa hết. Lại nữa, các tỳ kheo, ở trong địa ngục nùng huyết có loài trùng tên là tối mạnh thắng. Loài trùng này gây nhiều tổn hại cho chúng sanh địa ngục ấy. Nó ở trong thân tội nhân, trước hết cắn phá da. Cắn phá da rồi cắn thịt. Cắn thịt rồi cắn gân. Cắn gân rồi phá xương. Phá xương rồi hút tủy để ăn. Các chúng sanh ấy ở trong đó chịu khổ khốc liệt mà mạng chưa dứt được. Cho đến khi nào nghiệp ác bất thiện đã tạo ra khi còn làm thân người chưa hết, thì vẫn chịu đầy đủ các khổ. Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh có mặt trong địa ngục nùng huyết đó, khi đói khát, liền dùng hai tay dốc lấy máu mủ sôi cho vào trong miệng. Liền bỏ vào miệng, tức thì môi miệng liền bị cháy bỏng. Môi miệng bị cháy bỏng rồi, cháy hàm dưới. Cháy hàm dưới rồi, cháy đến yết hầu. Cháy yết hầu rồi, cháy đến ngực. Cháy ngực rồi, cháy đến tim. Cháy tim rồi, cháy đến ruột già. Cháy ruột già rồi cháy đến bao tử, cháy bao tử rồi cháy thẳng đến ruột non, rồi cháy xuống dưới ra ngoài. Các chúng sanh ấy ở trong địa ngục đó chịu các khổ khốc liệt vô cùng mà mạng chưa dứt, cho đến khi nào nghiệp ác bất thiện đã tạo tác khi còn làm thân người chưa hết, thì cứ lần lượt chịu đủ các khổ như vậy. Lại nữa, các tỳ kheo, các loài chúng sanh ở trong địa ngục ấy trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ trong tiểu địa ngục nùng huyết 500 do tuần ấy được thoát ra. Ra rồi, dòng rủi, vân vân, cho đến cầu nơi cứu giúp, liền chạy thẳng vào trong tiểu địa ngục, nhất đồng phủ, rộng 500 do tuần. Vào nơi ấy rồi, khi ấy họ bị ngục tốt nắm lấy, ném vào trong chõ, đầu trút xuống, chân chổng lên. Chúng sanh ở trong ấy dùng lửa địa ngục thiêu đốt nhau, nước sôi trào lên, liền bị nóng, bị nấu, bị nung. Nước sôi hạ xuống, cũng bị nấu, bị nung. Hoặc qua, hoặc lại, cũng bị nấu, bị nung. Hoặc bị bọt phủ, cũng bị nấu, bị nung. Hoặc thấy, hoặc không thấy, tất cả đều bị nấu, bị nung. Giống như thế gian nấu đậu, hoặc đậu nhỏ, đậu lớn, hoặc đậu oảng, vân vân, bỏ vào trong chõ, đổ ngập nước đun lửa. Như thế cho đến khi nước sôi trào lên, nước và đậu trộn lẫn, đậu nổi lên cũng bị đun nấu, đậu hạ xuống cũng bị đun nấu. Đậu ở giữa cũng bị đun nấu, đậu chuyển động qua lại cũng bị đun nấu. Hoặc đậu bị bọt phủ lên cũng bị nung nấu, hoặc thấy, không thấy, tất cả mọi lúc đều bị đun nấu. Các tỳ kheo, cũng như vậy, ở trong tiểu địa ngục nhất đồng phủ ý, người giữ ngục nắm những chúng sanh địa ngục cho chổng chân lên và trút đầu xuống, rồi từ xa ném vào trong chõ, cho lửa địa ngục thiêu đốt. Khi nước sôi dâng lên thì các tội nhân theo nước đi lên liền bị đun nấu, dâng dâng cho đến hoặc thấy hoặc không thấy cũng bị đun nấu. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, dâng dâng cho đến những việc đã gây ra khi còn làm người, chẳng phải người, cứ lần lượt như thế, ở tại địa ngục kia nhận đủ. Các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục nhất đồng phủ 500 do tuần thoát ra. Ra rồi, dòng rủi, vân vân, cho đến muốn tìm cầu chỗ cứu hộ,
liền hướng tiểu địa ngục Đa Đồng Phủ, rộng 500 doa tuần. Vào chốn ấy rồi, họ bị ngục tốt nắm lấy bọn chúng sanh địa ngục kia, dựng chân chổng lên trên, đầu trút xuống, ném vào trong chỏ, bị lửa địa ngục thiêu đốt dữ dội. Khi nước dâng lên, liền bị đun nấu, nước hạ xuống cũng bị đun nấu, hoặc ở giữa cũng bị đun nấu, hoặc qua lại che phủ, thấy cùng không thấy đều bị đun nấu. Thí như các loại đậu bị nấu trong chỏ, nước sôi trào lên cũng bị đun nấu, vân vân, cho đến hoặc thấy không thấy đều bị đun nấu. Các tỳ kheo cũng như thế, các loại chúng sinh ở trong tiểu địa ngục Đa Đồng Phủ rộng 500 doa tuần, bị ngục tốt nắm hai chân dựng ngược lên, đầu trút xuống, ném vào trong chỏ. Bọn họ ở trong đó bị lửa địa ngục thiêu đốt, hoặc khi nước sôi trào lên, hoặc qua lại đều bị đun nấu, vân vân, cho đến hoặc thấy hoặc không thấy đều bị đun nấu. Lại nữa các tỳ kheo, các loài chúng sanh ở trong tiểu địa ngục Đa Đồng Phủ rộng 500 doa tuần kia, bị ngục tốt dùng móng tay sắc như càn cua chụp vào thân, đưa từ chỏ này đến chỏ khác. Khi đưa bọn họ từ chỏ này sang chỏ kia thì thịt, da, máu, mủ đều tan hết, chỉ còn bộ xương. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực nhưng chưa chết được, cho đến khi nghiệp bất thiện đã tạo ra lúc còn làm người chưa hết thì tất cả đều nhận đủ. Các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục Đa Đồng Phủ rộng 500 do tuần ấy được ra. Ra rồi, rong ruổi, vân vân. Cho đến khi muốn tìm cầu chỗ cứu hộ, liền chạy vào trong tiểu ngục Ngại Điệp rộng 500 do tuần. Vào chốn ấy rồi, ngục tốt chụp nắm các chúng sanh bị tội ấy, giật nằm ngửa trên cối sắt đã được đốt nóng đỏ. Khi tội nhân nằm ngửa như thế, ngục tốt dùng một hòn đá đè lên trên. Đè lên rồi, hình thể biến dạng, kế đến xây nhỏ ra, xây đi xây lại cho đến khi nát nhuyễn. Đã nát nhuyễn rồi, lại xoay cho nhuyễn hơn nữa. Phần nát nhuyễn sau cùng để riêng một chỗ, rồi tiếp tục xây nữa, xây đi xây lại cho đến khi hết sức nhuyễn, làm cho thân thể nát nhừ, máu huyết lan chảy, chỉ còn xương cốt nhỏ. Khi ấy, bọn họ chịu khổ vô cùng nhưng chưa chết được, cho đến khi nghiệp bất thiện đã tạo ra khi còn làm người chưa hết thì phải lần lượt chịu đầy đủ như thế. Các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục Ngại Tiệp rộng 500 do tuần đó được ra. Ra rồi, rong ruổi muốn tìm kiếm nhà cửa, muốn tìm chỗ nương tựa, che chở, liền chạy vào trong tiểu địa ngục Học Lượng rộng 500 do tuần. Vào nơi ấy rồi, ngục tốt tóm lấy các chúng sanh địa ngục ý, lấy học sắc nóng đang cháy đỏ mãnh liệt, đưa cho họ đông lửa. Khi bọn họ đông lửa, thì tay bị cháy, chân bị cháy, tai bị cháy, mũi bị cháy, các bộ phận lớn bị cháy, các bộ phận nhỏ bị cháy. Các bộ phận thân thể bị cháy rồi, bọn họ ở đó chịu khổ vô cùng, nhưng vẫn chưa chết. Cho đến khi nào mà nghiệp ác bất thiện chưa hết, thì chẳng diệt, chẳng chết, chẳng lìa, chẳng mất. Cho đến khi những việc đã gây ra trong đời quá khứ, hoặc những việc tạo ra khi làm người, cứ lần lượt chịu đủ các khổ như thế. Các tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng ở trong đó, rồi từ tiểu địa ngục Học Lượng rộng 500 do tuần kia được thoát ra. Ra rồi, dông ruổi tìm cầu nhà cửa, tìm cầu sự che chở, tìm cầu sự cứu hộ, tìm cầu nơi nương náu, tìm cầu chỗ nương tựa, liền chạy vào trong tiểu địa ngục kê rộng 500 do tuần. Vào chốn ấy rồi, nơi ấy đầy gà, cho đến ngập gối. Lửa cháy hừng hực vô cùng mãnh liệt, các chúng sanh kia đi đứng trong đó, bị thiêu đốt theo từng bước, chạy trốn khắp nơi, ngoái nhìn bốn hướng không chỗ nương tựa. Lửa dữ thiêu đốt, đốt tay, đốt chân, đốt tai, đốt mũi, đốt tai mũi xong, đốt các bộ phận lớn nhỏ cùng một lúc đều đỏ rực lên. Bọn họ ở đó chịu khổ vô cùng, cho đến chịu đau đớn càng lúc càng nặng, nhưng vẫn chưa chết, vì chưa hết nghiệp ác bất thiện mà khi làm thân người đã tạo tác. Nay đây theo thứ lớp, chịu đủ tất cả. Các tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng ở trong đó, rồi từ tiểu địa ngục kê ý được ra. Ra rồi, rong ruổi tìm, vân vân, cho đến muốn cầu chỗ cứu hộ,
liền chạy vào tiểu địa ngục Khôi Hà, còn gọi là sông Tro, cũng rộng 500 do tuần. Các tỳ kheo, tội nhân vào rồi, dòng sông Tro ý chảy rất nhanh. Sóng dâng cao, tiếng sóng vỗ vang động, nước Tro sục sôi, đầy ngập tới bờ. Phần dưới đáy sông Tro ý có loại gai sắc mũi nhọn như mài. Hai bên bờ sông lại có rừng dao cạo. Trong rừng dao ở hai bên bờ sông ý lại có các con chó màu đen dơ bẩn đáng sợ. Ở hai bên bờ lại có ngục tốt, hai bên bờ lại một cây Samala. Cây ý có gai nhỏ dài sắc bén, mũi nhọn như mài. Bấy giờ chúng sanh trong địa ngục xuống sông đó muốn lội qua bên kia bờ. Trong khi đang lội, họ bị sóng lớn nhận chìm. Khi chìm xuống nửa chừng, bị gai sắc đâm chích thân hình. Bị đâm liền dừng lại, bọn họ chịu khổ vô cùng, chịu khổ quá nặng. Khi nổi lên, họ lội đến bờ bên kia của dòng sông Tro. Đến bờ rồi, họ liền vào rừng dao cạo kia, rừng đó rất rộng. Trải qua thời gian dài, họ lội trên dao bén cùng khắp ở trong đó. Dao rồi lại dao nữa, chịu khổ vô cùng, hoặc bị cắt tay, hoặc có lúc bị cắt chân, cắt tay, cắt mũi. Cắt tay mũi rồi lại cắt các bộ phận khác. Bọn họ ở trong đó cực kỳ khổ sở, nhưng chưa chết được, vì nghiệp ác bất thiện chưa hết, và những điều đã tạo ra trong quá khứ xa xưa, hoặc trong khi làm người, ở trong đó đều chịu hết. Lại nữa, các ngục tốt ở hai bên bờ sông Tro kia, thấy các chúng sanh thọ tội kia đến, liền hỏi, nay các ngươi muốn gì? Các chúng sanh ấy liền đồng thanh đáp, chúng tôi rất đói. Khi ấy, ngục tốt tóm lấy các chúng sanh địa ngục ấy giật ngã trên đất đang chảy hừng hực, nóng bức vô cùng, dần dần cho đến giật nằm ngửa. Dùng kềm sắt cậy miệng họ ra, bỏ vào sắt nóng, làm cho môi miệng họ bị cháy lở. Dần dần cho đến từ yết hầu thẳng xuống đến ruột non, không có trở ngại. Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng, nhưng vẫn chưa chết. Cho đến khi nào mà nghiệp bất thiện của họ và những điều gây ra ngày trước khi làm người chưa hết, thì đều chịu đủ. Lại nữa, các tỳ kheo, hai bên bờ của dòng sông Tro sôi sục ý, có các con chó thân màu nâu sậm, dơ giấy, dễ sợ cắn thân chúng sanh địa ngục kia, xé từng miếng thịt trên các bộ phận cơ thể mà ăn. Chúng gầm gừ hoặc nhe răng sủa vang. Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng, chịu khổ không kể xiết, nhưng vẫn chưa chết, cho đến khi nào mà nghiệp bất thiện và điều gây ra ngày xưa, khi còn làm người chưa hết, thì phải chịu đủ tất cả. Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh địa ngục đó, khi bị nước nóng của sông Tro giọt lên làm khốn khổ, họ lại bị gai sắc nhọn bén làm khốn đốn. Họ sợ hãi rừng dao cạo, bị bọn ngục tốt và cùng nhau trốn tránh lũ chó màu nâu dơ bẩn, vì tất cả đều bức bách, nên các chúng sanh địa ngục kia liền trèo lên cây Samala. Khi leo lên cây, thì cành nhánh của cây ấy toàn là gai nhọn rất sắc bén, đều chĩa ngọn xuống, nhọn như mài. Khi bọn chúng sanh địa ngục kia leo lên cây Samala rồi, liền có các con quạ tên là mỏ sắt bay tới mổ bể đầu bọn chúng sanh địa ngục kia rồi hút não mà ăn. Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng, chịu khổ không kể xiết, không thể chịu đựng, liền rơi vào sông Tro sôi. Họ ở trong đó lại bị sóng lớn dùi dập, chìm tới tận đấy, đến đấy rồi lại bị mũi nhọn đâm chích, thân thể bị đâm chích rồi, không thể đi đâu được. Liền ở tại đó chịu khổ, nỗi khổ cùng cực chẳng thể chịu nổi, nên lại dùng giày chạy đi lội qua sông Tro. Qua rồi trở lại đến ở bờ bên này, bọn họ là vào rừng dao cạo, vào rồi vào nữa. Khi vào, bọn họ bị cắt tay cắt chân, vân vân, cho đến cắt toàn bộ cơ thể. Ở trong đó chịu đủ tất cả cực khổ, nhưng vẫn chưa chết, cho đến những điều ác đã tạo thuở xa xưa khi còn làm người hoặc làm phi nhân chưa hết, thì lần lượt chịu đủ. Lại nữa, các tỳ kheo, các ngục tốt ở bên bờ sông Tro kia thấy các chúng sanh thọ tội địa ngục đến, liền hỏi, bọn ngươi từ xa đến có việc gì, muốn được vật gì? Các chúng sanh ấy đồng thanh đáp, chúng tôi khát nước. Khi ấy, ngục tốt tóm lấy chúng sanh kia giật nằm trên nền sắt đỏ rực, dùng kềm sắt cậy miệng bọn họ, đổ nước đồng sôi vào trong miệng. Các chúng sanh địa ngục kia uống nước đồng sôi rồi, nước ấy làm phỏng môi miệng, dần dần cho đến ruột non, rồi chạy thẳng ra ngoài. Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng, nhưng thọ mạng chưa tan, chưa diệt, chưa hết. Nhưng nghiệp bất thiện và những điều đã gây ra khi còn làm người đều phải chịu hết.
Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh địa ngục ý nhận tội, chịu báo ở trong đó, trải qua thời gian lâu xa vô lượng. Rồi có làn gió lớn thổi đến. Làn gió này tên là Hòa Hiệp, thổi bọn chúng sanh địa ngục ý tới bên bờ, dân dân, cứ tuần tự như thế, từ trong địa ngục Khôi Hà được ra. Họ lại dong ruổi, dân dân, cho đến tìm cầu nơi cứu hộ, dẫn đến tiểu địa ngục trước bản, rộng 500 do tuần. Vào địa ngục ý, bọn họ bị bọn ngục tốt, túm lấy, giật nằm ngửa trên nền sắt nóng đỏ rực, rồi dùng rìu sắt nóng đỏ chặt tay, chặt chân, chặt cả hai chân, xẻo tay, xẻo mũi, xẻo cả tai mũi, xẻo từng bộ phận, xẻo hết các phần thân thể của bọn chúng sanh địa ngục kia. Họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Cho đến khi nào mà nghiệp bất thiện và những điều đã tạo ra khi còn làm người chưa hết, thì cứ tuần tự chịu đủ hết tất cả. Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục kia ở trong đó trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục trước bản được thoát ra. Ra rồi, rong ruổi tìm cầu nhà cửa, tìm cầu sự che chở, tìm cầu chỗ nương náu, tìm cầu chỗ quay về, tìm cầu chỗ cứu hộ, lại rơi vào tiểu địa ngục, đao diệp, còn gọi là lá dao, rộng 500 do tuần. Vào trong ấy rồi, vì không có các quả báo của nghiệp lành, nên bỗng nhiên từ trong không gió nổi lên. Rừng lá dao bằng sắt rơi xuống, rừng lá dao ấy chém tay, chém chân, chém cả tay chân, xẻo tay, xẻo mũi, xẻo cả tai mũi, xẻo từng bộ phận, xẻo hết các phần thân thể của bọn chúng sanh địa ngục kia. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Dân dân, cho đến những điều ác gây ra khi làm người, chịu đủ hết tất cả ở trong đó. Lại nữa, các tỳ kheo, trong tiểu địa ngục rừng lá dao kia, vì không có quả báo của nghiệp lành, nên có quả mỏ sắt bỗng nhiên sanh ra, bay đến đậu trên hai vai của bọn chúng sanh địa ngục kia. Sau khi đứng yên, nó liền dùng mỏ sắt mổ vào hai mắt của tội nhân ấy, rồi bay đi. Khi đó, tội nhân chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Dần dần, cho đến những việc ác gây ra khi còn làm người chưa hết, thì cứ lần lượt như vậy, chịu đủ tất cả. Lại nữa, các tỳ kheo, ở trong địa ngục ý, bọn chúng sanh đó trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ trong địa ngục rừng lá dao được thoát ra, rồi rong ruổi muốn tìm cầu nhà cửa, tìm cầu sự che chở, tìm cầu nơi nương náu, tìm cầu chỗ quay về, tìm cầu nơi cứu hộ, lại vào trong tiểu địa ngục Hồ Lan, tức địa ngục chó sói, rộng 500 do tuần. Vào trong đó rồi, do quả báo của nghiệp bất thiện nên ở trong ngục ý, sanh ra loại chó sói rất nóng, hung dữ, nhe răng dễ sợ, ngoạm thịt nơi thân các chúng sanh địa ngục ý, chân đạp miệng xé nát nhừ để ăn, và phát ra tiếng kêu gầm gừ rất lớn. Họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Dần dần, lược nói cho đến những nghiệp ác đã gây ra khi còn làm người, phi nhân, cứ tuần tự như thế, đều chịu đủ tất cả ở trong đó. Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy trải qua thời gian vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục Hồ Lan ấy được thoát ra. Ra rồi rong ruổi tìm cầu nhà cửa, tìm cầu nơi nương náu, tìm cầu sự che chở, tìm cầu sự cứu hộ, tìm cầu chỗ quay về, lại rơi vào tiểu địa ngục Hàng Băng, rộng 500 do tuần. Vào trong đó rồi, vì quả báo của nghiệp bất thiện nên bỗng nhiên có làn gió lạnh nổi lên. Một cái lạnh vô cùng tàn khốc chạm vào thân của chúng sanh địa ngục kia. Da dẻ họ bị rách nát. Nát da rồi đến nát thịt rồi tiếp nát gân rồi tiếp nát xương rồi kế nát tan tủy. Khi nát tan tủy rồi, bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, đến nỗi không thể chịu đựng được, chết ngay ở trong đó. Đó là địa ngục đầu tiên rất lớn, tên là địa ngục Hoàng. Thank you.
Mô A Di Đà Phật. Nam 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 Mô